bạn đã bao giờ tự hỏi bản chất của sự khác biệt giữa các nhà vô địch với những người khác là gì không cho dù chúng ta đang nói về những vận động viên phá vỡ kỷ lục hay những doanh nhân tái định nghĩa toàn bộ ngành công nghiệp thì vẫn có một điểm chung gắn kết họ đó là cách họ nhận thức và khai thác sức mạnh tâm trí của mình vì vậy hãy theo dõi đến cuối video này Chúng ta sẽ khám phá ra một số hiểu biết sâu sắc nhất về tâm trí con người và cách nó sử dụng khả năng đáng kinh ngạc để định hình thế giới xung quanh chúng ta. Và đây là một mẹo nhỏ dành cho bạn, đừng quên kiên trì cho đến phút cuối cùng. Bạn sẽ khám phá kiến thức quý giá có thể thực sự thay đổi cách bạn tiếp cận hành trình hướng tới thành công của chính mình. 1. Sức mạnh của tâm trí tâm trí con người là một lực lượng đáng kinh ngạc định hình nên cơ cấu tồn tại của chúng ta đó là nguồn gốc của sự sáng tạo kim chỉ nam của cảm xúc và khởi nguồn cho mọi hành động sức mạnh của tâm trí nằm ở khả năng định hướng cuộc đời chúng ta được chi phối bởi suy nghĩ niềm tin và nhận thức hiểu được sức mạnh này là điều cần thiết cho sự phát triển cá nhân vì đó là chìa khóa để giải phóng toàn bộ tiềm năng của chúng ta với tâm trí là kim chỉ nam, chúng ta có thể vượt qua thử thách, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và tiếp cận cuộc sống bằng một góc nhìn mới. Tâm trí không bị giới hạn bởi những hạn chế của thực tại vật chất mà là một nguồn sáng tạo và khả năng phục hồi vô tận. Bằng cách khai thác sức mạnh này thông qua sự tự nhận thức và suy nghĩ chủ ý, chúng ta có thể chủ động định hình thực tế của mình và tiến tới mục tiêu của mình. Hai tầm quan trọng của sự tích cực sự tích cực là một sức mạnh biến đổi tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta không chỉ là một thái độ đơn thuần sự tích cực là một tư duy định hình cách chúng ta phản ứng với những thách thức của cuộc sống đó là một thái độ tập trung vào giải pháp hơn là vấn đề vào sự kiên cường trong nghịch cảnh và hy vọng trong bất ổn tư duy tích cực không chỉ là lựa chọn phụ trên hành trình phát triển cá nhân của chúng ta đó là nền tảng để xây dựng thành công chấp nhận sự tích cực có nghĩa là coi thất bại là bước đệm chứ không phải là rào cản nó cho phép chúng ta tìm ra những giải pháp sáng tạo để giải quyết những thách thức và chuyển quan điểm của chúng ta từ tuyệt vọng sang quan điểm về cơ hội hơn nữa sự tích cực là sức lan truyền nó có sức mạnh nâng cao không chỉ chính chúng ta mà còn cả những người xung quanh tạo ra một môi trường hỗ trợ và khuyến khích Điều này không chỉ có lợi cho sức khỏe cá nhân của chúng ta mà còn củng cố các mối quan hệ và bầu không khí chung trong cuộc sống cá nhân và chuyên nghiệp của chúng ta. 3. Hình dung, hình dung là một kỹ thuật tâm trí mạnh mẽ có thể định hình thực tế của chúng ta. Nó bao gồm việc tạo ra những hình ảnh tâm trí sống động về kết quả mong muốn. Quá trình này cho phép tâm trí chúng ta gắn bó sâu sắc với mục tiêu và khát vọng biến những giấc mơ mơ hồ thành các kế hoạch hành động cụ thể khi hình dung chúng ta chuẩn bị cho tâm trí mình tập trung vào con đường hướng tới mục tiêu giúp chúng ta dễ dàng vượt qua những thách thức và duy trì động lực suy nghĩ của chúng ta rất mạnh mẽ và bằng cách liên tục hình dung mục tiêu chúng ta sẽ đưa hành động của mình phù hợp với mong muốn hơn nữa hình dung có thể giảm căng thẳng và lo lắng khi chúng ta nhìn thấy bản thân thành công, tâm trí chúng ta sẽ quen với hình ảnh đó, giảm bớt sự nghi ngờ bản thân và tăng thêm sự tự tin. Khi tiếp tục hành trình phát triển cá nhân, việc thực hành hình dung là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta định hình vận mệnh của mình bằng cách khai thác sức mạnh sáng tạo của tâm trí. 4. Khẳng định tích cực. Khẳng định tích cực là những công cụ mạnh mẽ định hình nhận thức về bản thân và định hướng hành động của chúng ta chúng là những tuyên bố tích cực mà chúng ta tự lặp lại để củng cố niềm tin vào khả năng và tiềm năng của mình khẳng định tích cực thay thế sự tự nghi ngờ và lời nói tiêu cực bằng những thông điệp mang tính xây dựng và nâng cao tinh thần chúng tiếp thêm cho chúng ta cảm giác tự tin và lạc quan những khẳng định này hoạt động như lời nhắc nhở hàng ngày về năng lực của chúng ta thúc đẩy một tư duy thuận lợi cho sự phát triển cá nhân và thành công Bằng cách sử dụng khẳng định tích cực thường xuyên, chúng ta có thể thay đổi hình ảnh và dòng suy nghĩ nội tâm của mình, cuối cùng là thay đổi cách chúng ta tiếp cận những thách thức và cơ hội. Chúng là ngôn ngữ của sự trao quyền, dẫn dắt chúng ta trên con đường phát triển cá nhân, giúp chúng ta kiên cường và nâng cao niềm tin vào bản thân. 5. Chọn bạn bè và người đồng hành, những người xung quanh chúng ta có tác động sâu sắc đến sự phát triển cá nhân. Việc lựa chọn bạn bè, đồng nghiệp hay người cố vấn ảnh hưởng đáng kể đến tư duy và sự phát triển của chúng ta. Chọn những người bạn phù hợp có nghĩa là kết giao với những cá nhân nâng cao và truyền cảm hứng cho chúng ta. Sự hiện diện của họ tạo ra một môi trường tích cực thúc đẩy sự phát triển. Họ có thể cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và những góc nhìn đa dạng, thách thức tư duy của chúng ta và góp phần vào sự phát triển của chúng ta. Ngược lại, các mối quan hệ độc hại có thể cản trở sự phát triển cá nhân. Những ảnh hưởng tiêu cực có thể gieo rắc nghi ngờ, hạn chế tiềm năng và cản trở tiến bộ của chúng ta. Điều quan trọng là nhận ra tác động của vòng tròn xã hội của chúng ta và tìm kiếm những mối quan hệ nuôi dưỡng khát vọng và hạnh phúc của chúng ta. 6. Sức mạnh của niềm tin. Niềm tin là sức mạnh định hình sâu sắc cuộc sống của chúng ta. Nó quyết định hành động phản ứng và cuối cùng là số phận của chúng ta. Đó là nền tảng để chúng ta xây dựng khát vọng của mình. Niềm tin vào bản thân và tiềm năng của chúng ta là chất xúc tác cho thành tựu. Khi chúng ta giữ niềm tin tích cực, chúng ta có nhiều khả năng chấp nhận thử thách và kiên trì vượt qua trở ngại. Ngược lại, những niềm tin hạn chế có thể kiềm tỏa tiềm năng của chúng ta. Hiểu được sức mạnh của niềm tin không chỉ là một khái niệm tâm lý, đó là một cách tiếp cận thực tiễn để định hình vận mệnh của chúng ta. Nó bao gồm việc nhận ra và thách thức những niềm tin hạn chế cản trở chúng ta, thay thế chúng bằng những niềm tin thúc đẩy. Đó là về việc nuôi dưỡng sự tự tin và hiệu quả bản thân, tin vào khả năng và tiềm năng của mình. Về bản chất, đó là một sự thay đổi trong tư duy, trao quyền cho chúng ta để gắn kết suy nghĩ với mục tiêu. 7. Chấp nhận thất bại thất bại thường được coi là một kết quả tiêu cực nhưng đó là một nhận thức sai lầm thay vì là điểm kết thúc đó là một bước ngoặt trên con đường thành công chấp nhận thất bại có nghĩa là xem nó như một trải nghiệm học tập quý giá đó là về việc phát triển khả năng phục hồi khả năng vượt qua những thất bại khả năng phục hồi được sinh ra từ một tư duy coi những thất bại là cơ hội để phát triển nó định hình lại thất bại như một chướng ngại tạm thời hơn là một điểm dừng vĩnh viễn. Chấp nhận thất bại là về việc học hỏi từ những sai lầm, thích nghi và tiến về phía trước. Đó là nhận ra rằng mọi câu chuyện thành công lớn đều được đánh dấu bằng những thất bại và quyết tâm vươn lên một lần nữa. 8. Tính nhất quán và kiên trì, tính nhất quán và bền bỉ là nền tảng của thành công thường bị đánh giá thấp chúng là sự quyết tâm không ngừng nghỉ để đi tiếp bất chấp trở ngại sự nhất quán có nghĩa là xuất hiện ngày này qua ngày khác tuân thủ các thói quen và thực hiện các bước nhỏ nhất quán để hướng tới mục tiêu của chúng ta nó tạo ra động lực và đẩy chúng ta về phía trước mặt khác sự kiên trì là sự cam kết không ngừng nghỉ để tiếp tục tiến lên ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh đó là niềm tin rằng những thất bại chỉ là tạm thời và có thể khắc phục được. Sự kết hợp giữa tính nhất quán và kiên trì mang lại nỗ lực ổn định, không ngừng nghĩ cần thiết để đạt được các mục tiêu dài hạn. 9. Chăm sóc bản thân trong cuộc sống bận rộn của chúng ta. Việc chăm sóc bản thân là điều cần thiết chứ không phải là điều xa xỉ. Đó là nỗ lực có chủ ý nhằm ưu tiên sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần, nó bao gồm các hoạt động giúp nạp lại năng lượng và trẻ hóa chúng ta giảm thiểu căng thẳng và thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh bỏ bê việc chăm sóc bản thân có thể dẫn đến kiệt sức căng thẳng gia tăng và sức khỏe suy giảm điều cần thiết là phải nhận ra rằng việc chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ mà là một phần cơ bản của một cuộc sống trọn vẹn thực hành chăm sóc bản thân bao gồm từ thư giãn và giải trí đến chánh niệm và tập thể dục nhưng tác động của chúng lên sức khỏe tổng thể là không thể phủ nhận. 10. Lòng biết ơn, lòng biết ơn là một thực hành biến đổi định hình cách nhìn của chúng ta về cuộc sống. Nó bao gồm việc ghi nhận và trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống, bất kể quy mô của chúng. Lòng biết ơn nuôi dưỡng hạnh phúc và nâng cao sức khỏe cảm xúc. Thực hành biết ơn rất đa dạng. Từ việc ghi nhật ký biết ơn đến đơn giản dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về những điều chúng ta biết ơn. Nó thay đổi góc nhìn của chúng ta, dẫn đến một cuộc sống viên mãn và sung túc hơn. Lòng biết ơn có thể giảm căng thẳng, cải thiện các mối quan hệ và thúc đẩy sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Đó là một thực hành giúp chúng ta nắm lấy những phước lành lớn nhỏ của cuộc sống. 11. Nghệ thuật buông bỏ nghệ thuật buông bỏ là một kỹ năng sâu sắc bao gồm việc giải phóng những ràng buộc và từ bỏ nhu cầu kiểm soát trong cuộc sống chúng ta thường níu kéo những thứ suy nghĩ cảm xúc không còn phục vụ mình nữa dẫn đến căng thẳng lo lắng trì trệ buông bỏ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là một hành động khôn ngoan và mạnh mẽ nó liên quan đến việc nhận ra khi nào là lúc để loại bỏ những gì không còn phục vụ chúng ta nữa cho dù đó là mối hận thù trong quá khứ, một mối quan hệ không lành mạnh hay một niềm tin cũ đã hạn chế sự phát triển của chúng ta, buông bỏ cho phép chúng ta tạo không gian cho những cơ hội mới và sự phát triển cá nhân. Nó mang tính giải phóng và mở đường cho một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn. 12 tự khám phá, tự khám phá là quá trình khám phá và hiểu những suy nghĩ, cảm xúc và động cơ của chính mình đó là một hành trình nội tâm và tự nhận thức liên tục cho phép chúng ta khám phá bản ngã thực sự của mình tự khám phá là một khía cạnh quan trọng của sự phát triển cá nhân và sống một cuộc sống đích thực bằng cách đi sâu vào tự khám phá chúng ta có thể khám phá ra đam mê giá trị và mong muốn của mình nó cho phép chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt đặt mục tiêu có ý nghĩa và sống một cuộc sống đúng với bản chất cốt lõi của mình Tự khám phá khuyến khích chúng ta khám phá những điểm mạnh và điểm yếu của mình, mang lại những hiểu biết về cách chúng ta có thể phát triển và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. 13. Vẻ đẹp của sự không hoàn hảo Nắm lấy cái đẹp của sự không hoàn hảo là một khái niệm mạnh mẽ. Đó là về việc chấp nhận rằng bản thân chúng ta và thế giới xung quanh không hoàn hảo. Sự không hoàn hảo chính là thứ khiến chúng ta độc đáo, và chúng là nguồn gốc của sự chân thực sự hoàn hảo là một tiêu chuẩn không thể đạt được có thể dẫn đến tự nghi ngờ và lo lắng việc thừa nhận sự không hoàn hảo cho phép chúng ta buông bỏ áp lực phải hoàn hảo nó là về việc nhận ra rằng mắc sai lầm đối mặt với thử thách và trải qua những thất bại là một phần của trải nghiệm con người sự không hoàn hảo là nơi phát triển và kiên cường phát huy và nó là nguồn gốc của cá tính riêng của chúng ta 14. Lòng từ bi với bản thân, lòng từ bi với bản thân là việc thực hành đối xử với bản thân bằng sự tử tế, thấu hiểu và tha thứ, giống như cách chúng ta đối xử với một người bạn thân. Nó liên quan đến việc khiến chúng ta phải im lặng chỉ trích nội tâm và thay thế sự tự phán xét bằng lòng yêu bản thân và sự chấp nhận bản thân. Lòng từ bi với bản thân là một khía cạnh quan trọng của hạnh phúc và sức khỏe tinh thần. Bằng cách nuôi dưỡng lòng từ bi với bản thân, chúng ta xây dựng được khả năng phục hồi và sức mạnh nội tâm. Nó cho phép chúng ta phục hồi sau những thất bại và đối mặt với thử thách với sự bình tĩnh hơn. Đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là biểu hiện của sự tự quan tâm và lòng tự trọng. Lòng từ bi với bản thân là nền tảng của hình ảnh tích cực về bản thân và một cuộc sống mãn nguyện. 15. Ăn mừng thành tích ăn mừng thành tích là một việc làm thiết yếu thường bị bỏ qua chúng ta thường tập trung vào mục tiêu tiếp theo hoặc thử thách tiếp theo mà không dành một chút thời gian để ghi nhận và đánh giá cao thành tích của mình nhận ra những thành tựu của bản thân là nguồn động lực và thúc đẩy lòng tự trọng tôn vinh thành tích là một cách để đánh dấu sự tiến bộ và khẳng định khả năng của chúng ta đó là cơ hội để tận hưởng hành trình và tự hào về những nỗ lực của mình bằng cách tôn vinh những thành tựu của mình, chúng ta truyền vào cuộc sống của mình sự tích cực và lòng biết ơn. Đó là lời nhắc nhở rằng mỗi bước tiến về phía trước, dù nhỏ đến đâu, đều đáng được ghi nhận và tôn vinh. 16. Tính dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương là sự can đảm để cởi mở bản thân, bộc lộ con người thật của chúng ta với người khác đó là về sự trung thực và thực tế ngay cả khi đối mặt với sự không chắc chắn và khả năng phán xét tính dễ bị tổn thương không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là một hành động mạnh mẽ của sức mạnh giúp thúc đẩy các kết nối sâu sắc hơn và phát triển cá nhân khi chúng ta cho phép mình dễ bị tổn thương chúng ta đang tạo ra không gian cho những mối quan hệ có ý nghĩa đó là nền tảng của sự tin tưởng và thân mật chia sẻ suy nghĩ Nỗi sợ hãi và cảm xúc của chúng ta với người khác cho phép chúng ta kết nối ở mức độ sâu sắc. Tính dễ bị tổn thương cũng có thể dẫn đến sự phát triển cá nhân vì nó đòi hỏi sự tự nhận thức và sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc sâu kín nhất của chúng ta. 17. Sử dụng thất bại như cơ hội để phát triển. Thất bại không phải là sự đổ vỡ, chúng là cơ hội để phát triển. Khi chúng ta gặp chướng ngại hoặc trải qua thất bại, đó là cơ hội để học hỏi thích nghi và cải thiện điều quan trọng là phải thay đổi góc nhìn và xem thất bại như những bước ngoặt trên con đường thành công bằng cách sử dụng thất bại như cơ hội để phát triển chúng ta rèn luyện khả năng chống chịu và tư duy giải quyết vấn đề chúng ta học cách nhìn nhận những thách thức như bài học và phát triển khả năng vượt qua nghịch cảnh thất bại mang lại những phản hồi có giá trị giúp chúng ta tinh chỉnh chiến lược và tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Chấp nhận thất bại như cơ hội để phát triển cho phép chúng ta biến nghịch cảnh thành sức mạnh. 18. Luôn hiện diện, luôn hiện diện là một phương pháp thực hành bao gồm việc tập trung sự chú ý của chúng ta vào hiện tại và ở đây. Trong một thế giới đầy rẫy những phiền nhiễu và vội vã liên tục, việc hiện diện là cánh cửa dẫn đến chánh niệm và sự bình yên nội tâm đó là việc hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại thoát khỏi gánh nặng của quá khứ hay những lo lắng về tương lai khi chúng ta hiện diện chúng ta có thể tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản của cuộc sống nó cho phép chúng ta trân trọng vẻ đẹp xung quanh mình những người chúng ta ở cùng và những trải nghiệm chúng ta đang có sống hiện tại là một biện pháp giảm căng thẳng mạnh mẽ và là nguồn cảm thấy hài lòng nó tăng cường các mối quan hệ và sức khỏe tổng thể của chúng ta, khiến chúng ta nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh và nội tâm của mình. 19. Nuôi dưỡng trực giác, trực giác thường được gọi là cảm giác trong ruột hoặc tiếng nói bên trong của chúng ta. Đó là một hướng dẫn tinh tế nhưng mạnh mẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định và định hướng cuộc sống của mình. Nuôi dưỡng trực giác bao gồm việc điều chỉnh trí tuệ bên trong này và học cách tin tưởng vào nó. Trực giác của chúng ta là nguồn hiểu biết sâu sắc và hướng dẫn. Bằng cách chú ý đến bản năng của mình, chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp với giá trị và nguyện vọng của mình. Trau dồi trực giác là thực hành khả năng tự nhận thức, học cách phân biệt giữa trực giác của chúng ta với tiếng ồn của sự nghi ngờ và sợ hãi. Đó là một công cụ có giá trị để đưa ra quyết định, đưa chúng ta đến những lựa chọn phù hợp với con người thật của mình. 20 chánh niệm và thiền định chánh niệm và thiền định là những phương pháp thực hành nuôi dưỡng sự tự nhận thức bình tĩnh và tinh thần minh mẫn chánh niệm liên quan đến việc hiện diện trọn vẹn trong thời điểm hiện tại trong khi thiền là một phương pháp thực hành có cấu trúc để rèn luyện tâm trí chánh niệm và thiền định mang lại nhiều lợi ích từ giảm căng thẳng và lo lắng đến tăng cường khả năng tập trung và cảm xúc hạnh phúc chúng giúp chúng ta tập trung vào một thế giới sôi động nuôi dưỡng cảm giác bình yên nội tâm. Những thực hành này khuyến khích tự suy ngẫm và hiểu sâu hơn về suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Bất cứ ai cũng có thể tiếp cận được cả chánh niệm và thiền định, chúng là công cụ để nuôi dưỡng sự tĩnh lặng và cân bằng bên trong ngay cả khi gặp thử thách trong cuộc sống. Bằng cách kết hợp những thực hành này vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể trải nghiệm sự rõ ràng, bình yên và khám phá bản thân hơn về sức mạnh của sự im lặng trong một thế giới đầy tiếng ồn cả bên ngoài và bên trong giá trị của sự im lặng thường bị bỏ qua im lặng không chỉ là sự vắng lặng âm thanh đó là cánh cổng dẫn đến sự khám phá bản thân sâu sắc và phát triển nội tâm trong sự tĩnh lặng chúng ta tìm thấy không gian để lắng nghe tiếng nói bên trong suy ngẫm về những trải nghiệm và đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân lần tới khi bạn tìm thấy một khoảnh khắc tĩnh lặng dù trong thiền trong thiên nhiên hay trong một căn phòng đơn độc, hãy trân trọng nó. Hãy sử dụng nó như một cơ hội để kết nối lại với bản ngã bên trong của bạn. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Nếu quý vị thấy video hữu ích, hãy nhấn nút thích và để lại bình luận để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới nhất nhé trân trọng cảm ơn quý vị